Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và cùng với chúng mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Sau hơn một tháng đóng cửa tạm dừng các hoạt động để ngăn chặn tốc độ lây nhiễm của Covid-19, được biết thì đến 0 giờ ngày hôm nay mùng 7 tháng 9, thành phố Đà Nẵng sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Theo thông tin mới nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, được biết thì không có ca mắc mới Covid-19 nào được ghi nhận. Việt Nam vẫn có tổng cộng 1.049 bệnh nhân. Theo văn bản mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, từ 0 giờ ngày 7 tháng 9, Đà Nẵng sẽ khôi phục các hoạt động của máy bay, tàu lửa, ô tô đi và đến. Đây là động thái nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi đến thành phố Đà Nẵng của người dân, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đồng thời để tháo gỡ khó khăn, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và vẫn đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho người điều khiển, tiếp viên, nhân viên phục vụ, hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách đi đến Đà Nẵng. Theo đó, thì Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện khôi phục 100% tần suất hoạt động, khai thác của các phương tiện vận tải hành khách, ô tô, tàu hỏa, tàu bay, phương tiện thủy đi và đến thành phố Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường. Đồng thời phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách đến và đi Đà Nẵng. Đối với các phương tiện vận tải hành khách, ô tô, tàu hỏa, tàu bay, phương tiện thủy xuất phát từ thành phố Đà Nẵng, yêu cầu thực hiện giãn cách trên ghế các phương tiện, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông. Những thông tin tiếp theo về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ liên tục được cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like và subscribe nhé!